Tiểu thuyết bản du ca cuối cùng Tác giả Eric Maria Remar Người dịch Vũ Kim Thư Người đọc Trân Châu Chương 6 Ken trở về lữ quán chiều chủ nhật Vào phòng anh gặp ngay Mario Đang xúc động mạnh Thấy Ken ông ta kêu lên May quá có người rồi Tất cả đều đi vắng Ngay cả cái thằng chủ họp tạm trú này Chuyện gì vậy? Cậu có biết ở đâu có một cô đỡ không? Một bác sĩ hay một chuyên viên tình dục cũng được Biết không? Không, mà chan nản lắc đầu, ông ta nhìn kênh, đành giải kênh. Cậu là người đứng đắn, lại đằng này với tôi, cần phải có một người ở bên cạnh bà ta để tôi chạy đi tìm bà mụ, được chứ. Nhưng làm chuyện gì? Canh chừng đừng để bà ta lăn lộn nhiều, nói chuyện với bà ta hay làm bất cứ một cái gì. Ông ta lôi canh xuống tầng lầu dưới và mở cửa một căn phòng nhỏ hẹp ra. Bên trong chỉ có cái giường. Trên giường, một thiêu phụ đang rên rỉ. Mà giải thích, mới có 7 tháng. Đẻ non, tôi đi gọi bác sĩ ngay. Khanh chưa kịp có phản ứng, ông dân biểu bị trục xuất ra khỏi nước Đức đã phóng giọt ra ngoài. Người đàn bà rên nhớ nhỏ, Khanh nhón chân bước tới, ngập ngừng hỏi, bà có cần gì không? Thiêu phụ tiếp tục rên, tóc bà ta ướt đẫm mồ hôi, mắt trắng giả, bà ta cố nghiến chặt hai hầm răng lại như để khỏi kêu la. Khanh lại hỏi, bà có cần tôi tiếp gì không? Anh nhìn quanh phòng, một cái áo khoác che bụi lợi rẻ tiền nằm dắt trên tay ghế. Gần đầu giường là một đôi dài cũ kỹ, người đàn bà nằm trên giường vẫn mặc nguyên quần áo dường như bà ta đã bất thần ngã quỷ lên đó trên chiếc bàn nhỏ có chai nước và bên cạnh là một cái vali người thiếu phụ sinh to hơn khanh chẳng biết phải làm gì bà ta lăn qua lộn lại khanh nhớ tới lời dặn của mario và một ít hiểu biết hồi còn đại học anh cố giữ chặt vai người đàn bà và có cảm tưởng như đang chụp bắt một con rắn mỗi lần khanh vừa chạm vào vai người đàn bà lại trằn mình sang một bên rồi bình tĩnh bà ta quơ hai tay lên khoảng không, chụp trúng cánh tay của kênh và bắt đầu siết vào. Kênh không ngờ người đàn bà đau lẻ lại mạnh như thế. Bà ta nghiêng đầu qua một bên, vừa thở vừa rên siết như tiếng thở từ lòng ruột quả đất thoát ra. Bỗng nhiên thân hình người đàn bà co giật liên hồi. Kênh bỗng quảng hốt khi nhìn thấy một dệt đỏ thẳm đang loan dài trên vải giường. Anh cố dùng thoát ra, nhưng người đàn bà cắn bấu chặt như bị thôi miên, anh nhìn sững dòng máu đang chảy tới cuối giường và nhỏ giọt xuống, động thành dũng trên nền nhà. Cần thay cần phải làm một cái gì nhưng không dám dùng giấy sợ làm kinh động người đàn bà. Anh nói qua hơi thở, buông tôi ra, buông tôi ra mau. Đột nhiên, toàn thân người thiếu phụ như giãn ra, hai bàn tay buông xuôi mà tăng nhá giật đầu xuống gối. Khênh nhảy sổ ra ngoài, chạy một mạch lên phòng Ruth ho lăng, Ruth đang ngồi trên giường với mấy quyển sách đã mở ra, canh cuốn cuồng giấy tay. Mau, có một bà ở phòng dưới bị băng huyết. Cả hai cùng hối hả chạy xuống, bóng tối đã tràn ngập căn phòng. Nắng chiều còn sót bên cửa sổ, chiêu thành một mặt bình hành, vàng úa, lên nền, phản ánh từ che nước, trông như một viên hồng ngọc. Người đàn bà nằm trên bất động gần như không còn thở, Ruth lại tóc mình lên, khắp người bà ta ướt máu, Ruth hốt hoảng, mở đèn mau ánh đèn vàng lợt trộn con màu đỏ thẫm của nắng chiều làm thành một thứ ánh sáng buồn thảm người đàn bà nằm trên giường trông như một khối cô dạng loang lỗ máu với hai chân cô quặp lại đưa khăn cho tôi phải chặn máu lại ngay đưa bất cứ thứ gì cũng được khen đưa chiếc khăn lao để trên bàn gần đó cho ruth chắc bác sĩ sắp tới mà kêu đã đi gọi rồi anh vừa nói vừa lục trong vali xem có thứ gì có thể dùng để ngăn xuất huyết Ruth lại kêu lên mau đi đưa bất cứ thứ gì cũng được mà dưới đất một chồng tả trẻ con mấy chiếc áo tí hon vài tấm vải lót và hai chiếc áo len cho trẻ sơ sinh ruth ném cái khăn đẫm máu vào một góc và thúc hối khen, mau đi ken đưa cho ruth một đống tả và mấy tấm giải lót cùng lúc ấy anh nghe tiếng chân bước lên thang lầu cửa mở ra mario cùng giữa một bác sĩ chúa ơi chuyện gì xảy ra đây ông bác sĩ nhảy một bước dài tới bên giường xô rút ra và khom xuống quan sát vài phút qua ông ngẩn lầu lên bảo mario gọi sai số 2167, báo giữa Brown đem đủ dụng cụ đánh thuốc mê và một bộ giải phẫu Braxton Hisco tới, hiểu chứ, dặn men tất cả những gì cần thiết để ngăn xuất huyết. Mario chạy dục ra, ông bác sĩ nhìn quanh và bảo Ken, cậu có thể đi ra, chỉ để cô này ở lại thôi, tìm cho tôi một thùng nước, đưa túi đồ lại đây. Vị y sĩ thứ hai tới nơi 10 phút sau, Ken và một số khách trọ vừa về tới, dọn về phòng bên cạnh để làm nơi giải phẫu. Người chủ lữ quán cũng hăng hái đi tìm những ngọn đèn mạnh hơn để căn phòng đủ sáng. Mau lên, mau lên, ông bác sĩ thứ nhất luôn miễn thúc giục mọi người. Ông ta mặc áo tròn trắng vào và lo soạn đồ mổ để cho rút gài nút áo dùm. Ông ta đem cho rút một cái áo tròn khác, cô cũng phải mặc vào. Có sợ máu không? Dạ không, tốt, được lắm. Khanh lên tiếng, tôi có thể giúp được một phần. Tôi đã học y khoa hai lục các nguyện. Ông bác sĩ nhìn các dụng cụ giải phẫu. Bây giờ chưa cần, bắt đầu được chưa? Ánh đèn chiếu bóng trên khoảng đầu sói của ông ta. Canh cửa phòng được tháo ra, bốn người đàn ông khiêng chiếc giường có người đàn bà băng quyết nằm trên. Người đàn bà khá nặng, trán khen lắm tấm mồ hôi. Anh bắt gặp cái nhìn của Ruth, mặt nàng tái xanh và bình tĩnh lạ lùng đến nỗi canh thấy lạ đi. Ông bác sĩ sói đầu quát lên. Tất cả ra ngoài, trừ những người có phận sự. Ông ta cầm tay người đàn bà. Có đau lắm không? Người đàn bà theo thao. Xin cứu đứa bé. Giọng người thầy thuốc dịu lại. Cứu cả hai, đừng lo đứa bé nó ra bằng dai chỉ cần xoay qua một chút là yên chuyện đừng lo ngại gì cả cho thuốc mê Ken và mario cùng vài người nó đứng đợi trong căn phòng bỏ trống của người thiếu phụ xanh non từ phòng bên cạnh dẫn qua tiếng thì thầm của hai ông bác sĩ mario nhìn những cuộn len dưới đất nói với ken sanh đẻ ra chào đời là như thế máu và những tiếng khóc cậu hiểu không hiểu không cả cậu và tôi đều không hiểu một người đàn bà rất giản dị cậu có thấy mình hơn gốc một chút không không mario lao trọng kiến và nhìn khinh không nhưng tôi à cậu đã ăn nằm với một phụ nữ nào chưa chưa à như vậy là cậu cũng ngốc một chút ở đây có rượu mạnh không gã bồi phòng bước ra mario bảo cho nửa chai cô nhắc được có sẵn tiền đây cứ mang lên gã bồi phòng bước ra người chủ lữ quán và hai người nữa cũng bước theo trong phòng chỉ còn lại mario và Kinh. mario bảo kinh mình lại cửa sổ ngồi mặt trời chiều đẹp chứ khinh gật đầu mario chép miệng có nhiều điều trái ngược lại ở bên nhau. Ở dưới giường có mấy bụi tử đinh hương phải không? Có. Tử đinh hương và hơi ETA. Máu và rượu cô nhắc. Nào, chúng mình chuẩn bị cụm ly. Gã bồi phòng đặt mâm lên bàn. Tôi mang lên bốn ly, ông Mario. Tôi nghĩ là ông có thể. Hắn dùng đầu hướng về bên cạnh. Mario hiểu ý. Được, tôi sẽ mời các dĩ ấy Và ông ta hỏi kênh, cậu uống mạnh chứ? Ít thôi. Tiệt độ là tật sâu của người Do Thái. Nhưng giờ vậy mà họ hiểu nữ giới nhiều hơn. Rất tiếc là phụ nữ không muốn ai hiểu họ. Nào, chúc vui cậu, chúc vui ông. Khinh uống cạn ly, anh cảm thấy dễ chịu hơn. Chị sanh non thôi hay còn chuyện gì khác? Sanh trước nhiều tuần, vì quá mỏi mệt, các chuyến đi, những lần thay đổi xe lửa, sự nơm nớp lo sợ, và hạng tá chữa bất thường. Cậu hiểu chứ? Một người đàn bà trong tình dạng đó nhất định không chịu đựng nổi. Nhưng tại sao bà ta lại làm như thế? Mà rót thêm rượu vào hai ly. Tại sao à? tại vì bà ta muốn đứa con mang quốc tịch tiệp khác, tại vì bà ta muốn đứa con lúc đi học không bị nhổ vào mặt và mắng là đồ do thái bẩn thỉu. người chồng bà ta lâu, chồng bà đã bị bắt trước đó ít lâu. cậu biết tại sao không? tại vì ông ta là một nhà buôn hoạt động mạnh hơn một nhà buôn khác ở cùng một con đường. anh chàng con buôn cạnh tranh kia phải làm gì? Hắn tố cáo người kia là có hành động phá hoại và có tư tưởng cộng sản. mặc du cáo là bị mắng chửi thậm tệ bất cứ chuyện gì. Vậy là người kia bị bắt và hắn gom thâu khách hàng, hiểu chứ? Khênh nhìn ra xa, đó là chuyện quá quen thuộc với gia đình chúng tôi. Mario uống cạn ly, chúng ta đang sống ở một thế kỷ nào? Hòa bình được đảm bảo bằng đái bác và bom đạn và tư tưởng nhân loại được đảm bảo bằng những trại tập trung và các cuộc tàn sát người do Thái. Chúng ta đang chứng kiến một sự đảo lộn mọi giá trị. Kẻ tấn công tự nhận là người bảo vệ hòa bình, trong khi nạn nhân bị coi là kẻ làm rối loạn hòa bình. Vậy mà vẫn có nhiều dân tộc tin như thế. Khoảng nửa giờ sau, họ nghe có tiếng khóc qua qua ở phòng bên. Marie tươi cười, hay quá, họ đã thành công. Tiếp khắc lại có thêm một công dân. Hãy uống chào mừng hắn, uống đi Khanh, uống đi ca ngợi sự quyền bí của vũ trụ, của sự sinh sôi nảy nở. Cậu có biết tại sao phải gọi là quyền bí không? Tại vì cuối cùng rồi cũng chết. Cửa mở ra, ông bác sĩ thứ hai bước vào mình giấy máu và ướt mồ hôi ông đang giữ chặt một vật gì đó đang kêu xé trong khi ông đang vỗ vỗ vào lưng nó ruth bước vào ông bác sĩ bảo thằng bé thoát nạn cô lấy cái này ông ta trao đứa bé vào một mớ giải trải giường cho ruth tắm nó và quấn lại đừng siết chặt mà chỗ nhà này rành lắm cứ để nó luôn ở dưới đừng cho nó ở trong không khí ngập mùi ete này ruth bồng đứa bé Khanh có cảm tưởng như mắt cô bạn mở lớn gấp đôi. Ông bác sĩ ngồi xuống, thở hắt ra. Bộ của cô nhát sao? Mario rót một ly cho ông ta và hỏi. Trên thực tế, một y sĩ thường có cảm tưởng gì khi thấy người ta chế tạo chiến cụ hàng ngày mà không so xây bệnh viện? Vì bác sĩ ngước mắt, nhảm, hoàn toàn nhảm. Ở bệnh viện người ta băng bó, mai giá cho lành lặng. Để rồi một hôm nào đó lại bị nổ tung ra từng mảnh. Tại sao không quỷ diệt ngay những đứa trẻ sơ sinh đi? Như vậy gián tiện hơn dân biểu đào tổ Mario cười chua chát. Ông bạn quên điều này. Giết một đứa bé theo kiểu đó là phạm tội sát nhân. Còn giết những người lớn là phục vụ cho đất nước. Ông thầy thuốc thở dài. Cứ chờ có một thế chiên nữa rồi sẽ thấy. Sẽ có chẳng biết bao nhiêu đàn bà và trẻ con bị lôi vào. Chúng ta đã chết quá nhiều vì dịch tả. Nhưng so với một cuộc chiến tranh dòng ngắn hạn thì bệnh dịch trở thành vô hại. Có một tiếng gọi gấp rút từ phòng bên kia. Brown, mau lên, tới ngay. Mario giật mình, nguy rồi, chắc có chuyện không lành. Một lúc sau, bác sĩ Brown trở lại mặt thẻo não. Tử cung rách, chẳng còn cách gì hơn. Máu tuôn ra hết. Không còn cách gì à? Vô phương, chúng tôi đã tận lực, không ngăn được. Rút đứng ở cửa hỏi, sang máu được không? Tôi tình nguyện cho máu. Brown lắc đầu, không được cô bé. Sang máu mà không ngăn được máu tuôn ra thì vô ích. Ông ta lại dỗ dàng sang phòng bên, cửa để mở, khung hình chữ nhật được soi mờ càng làm tăng vẻ thê lương cả ba ngồi im lặng gã bồi phòng bước vào thưa dọn được chưa khoan đã mario hỏi ruth cô uống gì ruth lắc đầu mario nài ép nên uống một chút sẽ thấy dễ chịu ngay ông ta rót cho ruth nửa ly cô nhé. trời bắt đầu tối những tia nắng cuối cùng còn lung linh mà tím thẳm ở chân trời một mảnh trăng trắng, trắng nhợt lờ đờ trôi trông như một đồng tiền cũ rổ mặt tiếng xôn xao từ dưới đường vọng lên náo nhiệt vui tươi khen bóng nhớ tới những lời của staner khi con người chết bên cạnh mình chẳng có cảm giác gì cả đó là điều tai hại của thế giới sự bi thương không phải là cơn đau đớn sự bi thương có thể là một thứ hài lòng che giấu một thứ cảm tưởng khi tự thấy mình may mắn không phải là kẻ đang đau đớn hoặc vì kẻ không phải là một người thân khênh nhìn sáng rút bóng tối đã che khuất mặt mài nàng bỗng nhiên mario lắng tay cái gì vậy một chuỗi âm điệu dĩ cầm làm lai chuyển bức màn đêm âm thanh lục chìm trong gió lúc nổi lên rồi vút cao trong vô tận. Từng tiếng nhạc đuối bắt nhau, dịu dàng, yếu điệu và buồn thảm cũng như cảnh buồn thảm dung dĩ của hoàng hôn. Mario nhìn qua cửa sổ, người chơi dĩ cầm cũng ở trong lữ quán này, trên lầu tư. Khinh gật đầu, tôi biết ông ta, tôi đã nghe ông ta đàn một lần, không ngờ lại cũng ở đây. Không phải là một tay mơ, đúng là một nhà nghề. Có cần tôi lên nói ông ta ngừng đờn không? Như vậy, kênh hất đầu ra phía cửa, trồng kính của Mario lé sáng, không nên con người luôn có lúc để buồn giả lại ở đâu cũng có chết chóc những việc trái ngược nhau thường ở bên nhau họ ngồi im lặng lắng nghe điệu nhạc chừng như một thời gian vô tận đã trôi qua khi bác sĩ quay trở lại chết rồi đau đớn lắm trước đó bà ta đã biết mình có được một đứa con trai cả ba người đứng lên rau đề nghị mình đem bãi qua đây người ta sắp cần phòng bên ấy người đàn bà nằm đó người như bé lại giữa đống chăn gối ngổn ngang giấy máu giữa những thao nước đầy bông gòn đỏ thẫm bà ta nằm đó khuôn mặt xa vắng và trang nghiêm chẳng còn gì để bận tâm ông bác sĩ đầu sói đi qua đi lại bên giường làm thành một hình ảnh trái ngược một sức sống đang muốn nổ tung vì tức bực bên cạnh một cuộc an nghỉ cuối cùng nên đáp lại cẩn thận đừng để người khác trông thấy chắc cô bé mới chứng kiến vụ máu me lần thứ nhất cô sợ không rất lắc đầu tốt lắm à này brown anh có biết tôi xấu hổ đến mức nào không? Tôi muốn treo cổ để khỏi phải. nhìn anh đâu cứu sống đứa bé, không giỏi thì làm thế nào được? Tôi biết là chúng mình đã làm đúng mọi thứ, không phải lỗi của mình, nhưng tôi vẫn muốn tự treo cổ. Ông ta nuốt nước miếng. Hơn 20 năm hành nghề, nhưng hãy mỗi lần để dục một bệnh nhân là mỗi lần tôi muốn tự giận, vô lý thật. Và ông ta quay sang kênh, lấy dùm một điếu thuốc trong túi trái của tôi, gắn vào miệng. Ông ta lập bập, châm lửa dùm luôn. Tôi đi rửa tay đây, những người còn lại khiêng chiếc giường với người chết trở về chỗ cũ, ngoài hành lang họ gặp vài người ở phòng lớn đã mượn làm nơi mổ. Một người đàn bà gầy guộc, cổ cao và sần sùi như cổ gà tây, bố không đem xác vào nhà thương sao?" mà Rêu đáp, "Không, rồi để ở đây suốt đêm à, làm sao người ta ngủ được?" Mà Rêu tức giận, "Không ngủ được thì bà nội cứ thức." Người đàn bà quắc quắc, "Tôi không phải là bà nội, cũng chẳng sao." Người đàn bà xí xói Mario, rồi ai lao phòng, làm sao người ta chịu được mùi tanh hôi đó hả? Mario phòng mua, các người thấy không, người này đã chết, đứa bé đang cần có mẹ, người chồng cần có vợ, vậy mà mụ này không chút cảm động, quá là một chuyện khó hiểu. Hai ông bác sĩ tới, người đầu sói nói với Mario, đứa bé đang ở với bà lữ quán, tôi phải điện thoại để họ đến đem nó đi và cho nhà chức trách biết rõ trường hợp cái chết. Ông bạn có biết bà ta không? Mario lắc đầu, bà ấy mới tới không dài hôm, tôi chỉ nói chuyện qua một lần. Chắc phải có giấy tờ, để tôi coi. Hai ông bác sĩ đi luôn, Mario lục tìm trong vali người chết. Bên trong chỉ có một mô tả, một áo dài xanh, một ít quần áo khác và một đồ chơi trẻ con sặc sỡ. Trong tôi xếp tay, ông ta tìm thấy một thẻ thông hành và một giấy phép cư ngụ do cảnh sát Frankfurt tuyệt order cấp. Mario mang ra chỗ sáng động. Katarina Hirofield, tên thật Primal, sanh ở Smunter ngày 17 tháng 3 năm 1901. Ông ta nhìn lại giấy thông hành, còn hiệu lực 3 năm, 3 năm cho một người khác, chỉ cần chứng chỉ cư trú là đủ để khai tử. Mario bỏ túi các giấy tờ và nói với Can, mọi việc để tôi lo, phải mua một cây đèn cày, không hiểu sao nhưng tôi có cảm tưởng là lên ở bên bà ta, không cần thiết lắm nhưng chẳng lẽ bỏ nằm một mình. Ruth bảo, tôi sẽ ở lại. Khanh nói ngay, cả tôi nữa. Được, chút nữa tôi trở lại thay cô cậu trăng lên khá cao và sáng tỏ, trời đêm rộng thênh thang và xanh biếc, gió mang vào phòng mùi đất ẩm và hương hoa. Khanh đứng gần rút bên cửa sổ, anh có cảm tưởng như vừa trở lại nhà sau một chuyến diễn du, anh vẫn còn nghe thấy tiếng đau đớn và tiếng kêu xé bút của người thiếu phụ. Một thân hình đấm máu co giật từng hồi, anh nghe hơi thở nhẹ của cô gái đứng và nhìn thấy dầm mẫu tươi mát, Tự nhiên anh hiểu rằng làng cũng thuộc vào cái khối quyền bí mà tình yêu đang bao quanh bởi một vòng tròn đáng sợ. Anh không rõ trời đêm có chia sẻ với mùi đất sông lên và tiếng đàn bền bồng trên mái ngói hay không. Anh lại biết rằng nếu quay lại anh sẽ bắt gặp khuôn mặt như sáp của người chết. Và anh cảm thấy cần có một hơi ấm, chỉ cần một hơi ấm thôi. Một bàn tay khác lạ lắm với bàn tay và đặt trên một bờ vai thon nhỏ.